Ok, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay có một bạn, bạn có cho mình mượn một cái nick ở bên server 2 để đổi đệ tử giúp bạn ấy. Thì con đệ tử của bạn ấy là 35 tỷ, mà chỉ số của nó là chỉ số lỗi. Này, chiêu Kame này, tái tạo năng lượng, đấm Garlic cũng khá là ngon. Mà mỗi tội là cái chỉ số hơi sida, bởi vì là sức mạnh nó là 35 tỷ, nhưng mà nó vẫn chỉ có 17k sức đánh này, 370k ki và 370k HP. Giáp khá là cao, con đệ tử này nếu mà úp lên 39 tỷ 9 ý, thì nó sẽ không thể mắc hết được 3 chỉ số. Nên là bạn có muốn mình đổi đệ tử để úp lại con đệ tử mới. Ok, bây giờ mình sẽ bay về nhà mình cất bớt một số đồ vào dương đi đã. Nick này cũng khá là ngon đấy. Để về mình show cho anh em xem cái nick này nhá. Thì nick này ở bên server 2. Đây, hoàng tử server 2 này. Đó, trái đất xem đồ nè. Đủ. Quần 18% sức đánh luôn này, ngon chưa? Xem đệ tử nè. Đệ tử thì tháo hết đồ ra rồi. Nhưng mà trước khi đổi đệ tử mình phải tháo hết đồ ra, bởi vì là khi mà đổi đệ tử ấy, thì nó sẽ reset lại tất cả các đồ. Thôi chết rồi. Đẹp phun dương. Làm nào bây giờ? Từ chắc mình phải bán viên ngọc rồng 7 sao đi quá. Thì mình sẽ bán viên ngọc rồng 7 sao với 6 sao đi nhá. Kia có cây đậu thần cấp 8 kìa. Ok. Viên ngọc rồng 7 sao bán. À nhầm. Bán 7 sao đây. Có 99 bông hoa kìa. Bạn ấy bảo là đổi đệ tử xong thì đi. Gọi là đi. Tặng hoa cho sư phụ ấy, cho đệ tử này lên 150 triệu luôn. Để mình xem có đồ nào không cần thiết. 6 sao bán nốt đi. Chặt chỗ đúng không? Từ từ mình phải cất một số đồ vào dương đã. Mình nghĩ phải cần hai ô trống trong hành trang. Cất cái gì nữa ta? Đây, cất sen đi. Có cải trang Cyberman rồi. Cải trang Cyberman sức đánh khá là cao. Ok, cho con bán cái này cho shop đã. Có 6 sao đồ ấy. Ở đây. Nhìn nhầm. Ok. Bây giờ mình sẽ đi tháo giáp luyện tập ra xem bao nhiêu sức đánh nào. Hay 53k. Nhỉ. Đi ra đảo Kame để đổi đệ tử. Bắt đầu lại một con đệ tử mới. Xem con đệ tử này là đệ tử gì ta. Đệ tử xây ra. Bây giờ mình đổi đệ tử xây ra, nó sẽ ra đệ tử trái đất. Ok, không sao cả. Cửa hàng này. Nói thật là đổi này cũng hơi sót anh em ạ. Con đệ tử 35 tỷ mất bao nhiêu công úp, cuối cùng bây giờ lại đổi. Ok, đổi đệ tử. Đó. Ok, con theo sư phụ ra một con đệ tử trái đất nhá. Đây. 2000 máu, 2000 ki, 2000 sức mạnh, 23 sức đánh. Và chỉ số cũng khá là đẹp, giáp 100. Chí mạng hơi cao thì phải đúng không? Ok đi. Bây giờ mình sẽ đi tặng hoa cho sư phụ nhá. Đây, từ từ để mình tìm sư phụ cho mình cắn một cái cuồng nộ lên nào. Hello. Đây à, con đệ tử sơ sinh. À kia kia có thằng sư phụ phải không? À không phải. Mình nhìn nhầm. Qua cái khu nào vắng người. À từ từ, để mình tạm dừng một chút để mình đi tìm bằng sư phụ nhá. Ok, thì sau một thời gian tìm kiếm thì mình đã tìm được ông thầy rồi. Và bây giờ mình sẽ tặng hoa cho ông nhá. Trước tiên là mình phải cắn một cái cuồng nộ lên đã. Đây. 100.000 sức đánh. Hello. Đây, ra đây tặng hoa cho ông nào. Thì tặng hoa thì mình sẽ được bằng tiềm năng bằng 10 lần sức đánh của mình. Đó, 1 triệu. Để xem đệ tử nào. Đệ tử một phát lên 2 triệu đó anh em, ghê chưa? Có sự kiện X2 nữa phải lên 2 triệu. Đù, thêm vệ tinh này. À từ từ. Cắm vệ ông này ông cứ chạy linh tinh, mình cắm vệ tinh hơi khó. Kể ra mà gặp ông ấy ở khu không người phải tốt không? Đây. Tặng hoa. Nhưng mà con này tặng mấy lần là lên được 150 triệu luôn mà. Cứ một lần tặng là 2 triệu sức mạnh này thì mấy lần lên. Easy không? Nhưng mà cái anh em tặng hoa cho sư phụ ấy thì đệ tử lên rất là nhanh. Nhưng mà mỗi tội là nó không lên chỉ số thôi. Cái chỉ số anh em nhiều lúc mình thấy cái con đệ tử mà hơn 1 tỷ năm sức mạnh rồi mà chỉ số vẫn là chỉ số đệ sơ sinh ấy. Nó chỉ tăng chỉ số, à nó chỉ tăng sức mạnh, nó không tăng chỉ số ấy. Nên là cũng khá là si đa. Thôi thà mình úp bình thường hơn. Thì con bạn ấy đổi đệ tử bởi vì lý do là đệ tử bị chỉ số lỗi ấy. Nên là mình toàn phải thôi. Tặng hoa này. Nên là đi đổi đệ tử thì tặng hoa kiểu này thì không không đấy, không tiện đúng không? Đâu ấy? Đây. Tí nữa tặng xong mình sẽ cho anh em gọi là show nick này cho anh em xem. Xem có những cái gì. Nick này khá là ngon đấy. Hoàng tử server 2. Đây. 39 tỷ 9.
xem đệ tử bao nhiêu rồi. Em thấy chưa? Chưa đầy 5 phút lên ba chỉ lên 15 triệu rồi. Cho tiện tiện thể là có sự kiện X2 nên là đệ tử nó cũng được tăng. Ok. Giờ chắc mình tạm dừng một chút nhé. Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tặng hoa nhé. Nói chung là nick này sức đánh khá là cao nên là tặng hoa cho ông sư phụ này. Nó tặng mấy mấy bông là lên được 150 triệu rồi. Mình sẽ thử mở skin ngay tại đây luôn nhé. Xem là cái con đệ tử khi mở skin bằng cách tặng hoa nó sẽ ra skin gì. Em thử đoán xem. Hiện tại cũng sắp lên 150 triệu rồi đấy. Ở ông sư phụ đâu rồi? Hello? Sư phụ ơi. À đây đây đây. Rồi, cố gắng tặng thêm tầm 3 bông nữa là nó sẽ ra skin 2. Em thử xem mình mở skin 2 bằng bông hoa sẽ ra cái gì nhá. Rồi. Ố cà me kìa anh em ơi. Ngon, 156 triệu. Em thấy đệ tử 156 triệu mà chỉ có 92 sức đánh này. À 25.000 ki và 25.000 HP. À 2.500 ki và 2.700 HP. Em thấy ghê chưa? Chỉ số Kamezuko luôn. Rồi, thì hiện tại là mình đã mở ra chiêu Kame cho bạn ấy rồi. Thì cũng rất cảm ơn bạn ấy đã tin tưởng mình và cho mình mượn một cái nick khá là vip như này, thế này. Đây có cả quỷ chim này. Thì hiện tại là bạn ấy đang có 1 tỷ vàng. Anh em cần mua vàng thì có thể liên hệ bạn ấy nhé. Đây hoàng tử CV2. À, ừ thì nãy mình có chat thế giới ấy, thì mình nhận ra thằng có khá nhiều người hỏi mua PT. Thì mình đoán là bạn ấy có buôn bán PT ở bên CV2. Ok. Thì hiện tại có 1 tỷ vàng, em nào có mua thì có thể liên hệ bạn ấy nhé. Rồi thì bây giờ cho là clip sẽ tạm dừng đây. Chứ mở ra được Kame thì cũng thấy hạnh phúc rồi. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.